Cảm ơn bác tên là gì ạ? Bác ở La mê cung, La Mê Cung ạ. La mê cung. Năm nay bác bao tuổi ạ? Năm nay tôi 68 tuổi, Cảm ở ơn Yên ạ. Sơn Tuyên Quang. Vâng. Yên Sơn Tuyên Quang. Vâng. Thế bác muốn hỏi về cái vấn đề là bệnh suy thận ạ. Suy thận chạy lọc máu, suy thận chạy chu kỳ ấy, chạy thận chu kỳ ấy, thì có liệu trình thuốc nào có thể là làm xoay chuyển được cái việc, tức là thận đã bị hỏng chưa? Vâng ạ. Thế cháu xin hỏi bác là bác bị suy thận này là bao nhiêu năm rồi? Suy thì mới đây thôi, mới suy thận được tầm 4 năm đây thôi, 4 5 năm rồi. À, từ năm Vâng. 2015. Năm 2015 là chính thức. Vâng ạ. Thế để cháu hỏi trên Zoom xem ai có kết quả này thì sẽ trả lời cho bác nhé. Bác cứ ngồi đó và bác nghe. Vâng, Vâng. xin mời cô chú anh chị trên Zoom. Gia đình mình có ai đã dùng cái kết quả về suy thận lọc máu như bác đây thì xin mời lên Zoom để chia sẻ cho bác có niềm tin để sử dụng cái sản phẩm DVD bên mình ạ. Xin mời cô chú anh chị trên Zoom chúng ta lên chia sẻ cho bác để có cái lòng tin bác sử dụng sản phẩm. Ai có kết quả về suy thận không ạ? Xin mời các bác sĩ chắc là chuyên khoa thì chắc là các bác sĩ có nhiều cái kinh nghiệm hơn thì bác hãy lên đây để chia sẻ cho bác có cái lòng tin để sản phẩm bên mình. Alo, 347 cô chú anh chị trên Zoom, ai đã có kết quả về về sản phẩm CBD về suy thận ạ? Thì hãy lên đây chia sẻ cho bác để bác có niềm tin hơn ạ. Alo, anh Trương nào? Vâng, xin Xin chào mời cô. bác ạ. Vâng, bác ơi thì cháu cái kết quả mà cháu cháu bản thân trực tiếp cháu ấy điều trị hoặc là kê cho trường hợp suy thận á, thì cháu chưa 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 kê. Thế nhưng mà trên Zoom nhà mình ấy thì cháu đã nghe được ít nhất khoảng tầm 3 kết quả đã dùng cho những trường hợp mà suy thận như bác. Nhưng cháu xin Vâng. chia sẻ về bên cái chuyên môn của cháu một chút như này. Suy thận ấy bác chạy chu kỳ là một tuần mấy lần, 3 lần, 1 tuần 3 lần. 3 lần ạ. Vâng, thì là cái sức khỏe về về sinh hoạt ăn ăn uống của bác là bác vẫn bình thường chứ, hay mà bác Dạ. có ăn kém không? Ăn uống được, có lúc ăn kém thế thôi, có lúc ăn kém nhưng mà ăn uống là vẫn người người khỏe, ăn uống vẫn bình thường như người khỏe. Vâng, bác chạy chu kỳ như thế bao nhiêu thời gian rồi ạ? Cái 4 năm ấy, từ năm 2017 rồi tôi cứ liên tục, tôi chạy đúng mỗi 1 tuần 3 lần như thế, liên tục từ năm 2017 đến năm 2021 này. Vâng, thì là cháu chia sẻ như này, ở trên Zoom cháu đã nghe thấy kết quả có một anh ở trên Hà Giang, anh chứ không khi mà bị suy thận ấy, bác sĩ bảo là phải chạy thận ấy thì nhà không có điều kiện nên anh về thì là anh dùng sản phẩm thì kết quả rất là tốt. Đấy, cháu thấy chia sẻ là sau khi mà về về dùng xong đến lúc đi khám định kỳ bác sĩ cũng bất ngờ về kết quả của anh ấy. Và bác nên tin dùng sản phẩm bên này. Và bác vẫn cứ chạy thận chu kỳ theo như bác sĩ chỉ định và bác dùng kết hợp mấy sản phẩm bên này theo đủ một liệu trình cho cháu thì đến khi mà đi kiểm tra ấy, bác đi kiểm tra định kỳ thì kết quả cháu nghĩ là kết quả nó sẽ có sự thay đổi rất là tốt. Đấy, thứ nhất là ở bên này dòng sản phẩm bên này nó có tính năng thải độc, tính năng thứ hai là cân cân bằng cái hệ sinh học của mình và hồi phục được các tế bào tổn thương. Thì suy thận là do cái chức năng của thận mình nó không đào thải được các Bây giờ độc hết hết qua. chức Vâng, năng. Dạ. rồi nó làm giảm chức năng của thận rồi, mà nó làm giảm chức năng của thận không thể làm được nữa thì người ta phải bắt buộc người ta dùng phương pháp gọi là phương pháp nhân tạo để nó làm lọc. Cái lần đấy là bác đi gọi là chạy thận đấy là thực tế ra là mình đi lọc cái độc tố trong cơ thể của mình ra ấy. Đấy, Đấy, đúng đấy, đấy. lọc Đúng rồi, máu, lọc máu đấy. Đấy, lọc máu. đúng rồi đó. Tại vì là thận nó cái đáng ra là cái việc mà lọc qua đường tiết niệu ấy để cho đào thải một số các chất bắt buộc phải đào thải qua trong cơ thể mình, bắt buộc phải đào thải qua đường tiết niệu. Thế nhưng mà vì cái thận của mình nó không còn chức năng đó nữa. Đấy, thế bác suy thận, cái nguyên nhân suy thận của bác là bác bị bệnh hay là do thuốc ạ? Đi khám bệnh ở Hà Nội và điều trị ở dưới Hà Nội thì
các giáo sư bác sĩ là nói là của trường hợp của bác là do suy thận, tức là nguyên phát À, chứ suy không thận nguyên phát à, không 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 có không có một nguyên nhân gì đó mà tự dưng bạn là suy có thể làm được suy thận. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ là như này, ngày đấy là tôi bị áp huyết cao và là tôi bị áp huyết cao mà mắt mờ đi cả hai mắt, mỗi mắt thì còn có mấy phần trăm nữa thôi. Thế là tôi về bệnh viện mắt Trung ương tôi khám và tôi chữa, thì sau khi khám chữa mắt khỏi nhưng mà tôi lại phải uống thuốc, cái loại thuốc hạ huyết áp, tức là rất là tương đối nặng, uống một năm và uống một năm thấy cũng đi khám về thì cũng thấy bảo cũng không còn cái bệnh thận này nữa, nên là tôi mới cũng yên tâm quá. Thế bác có Sau bị khi tiểu đường không ạ? Bác ơi, bác có không bị tiểu đường không? không bị tiểu đường, không bị À, tiểu dạ đường. vâng. Thế thì bác, cái thận của bác ấy thì bác vẫn cứ đi chạy thận lọc máu bình thường cho cháu, nhưng bác cứ sử dụng sản phẩm bên này, uống Vâng. đúng đủ đều cho cháu, thì cháu tin rằng người ta sẽ mỗi lần thì ở bên này nó dòng dòng sản phẩm nó có tính năng thải độc nữa và hồi phục tế bào nữa, thì cháu tin Vâng. rằng ấy, sau một thời gian ấy thì khi bác dùng ấy thì nó sẽ cái giảm cái lần đi chạy thận, gọi là lần giảm cái lần đi lọc Vâng. máu lại cho bác rất là nhiều luôn, và cơ Vâng. thể của bác nó sẽ hồi phục được, và nhất là Vâng. cái bệnh huyết áp của bác ấy thì cũng sẽ kiểm soát được khi Vâng. dùng kết hợp với lại sản phẩm bên này nhé. Ai giới Đấy. thiệu cho bác vào nghe Zoom đấy ạ? Anh Đức Huy ở Yên Sơn ấy cũng người À thế ạ, thì bác dạ. nhờ anh ấy kê cho bác một liệu trình nhá. Bác cứ tự Vâng. tin bác lấy đi, bác nhìn trên Zoom là mình rất nhiều người tuổi cũng như bác. Và cái chắc là hôm nay là cái kết quả suy thận mà hôm trước cháu nghe đấy, thì là chắc chị đấy chị đang không có trên Zoom nên chị không chia sẻ được cho bác. Thì là bác cứ tự tin bác lấy dòng sản phẩm bên này bác dùng đi. Cháu tin là có hiệu quả rất là cao luôn đấy ạ. Vâng. Vâng được rồi ạ. Vâng, thì có gì bác cứ cứ gọi cho cháu nhé. Nếu như anh bên anh mà giới thiệu cho bác vào đây ấy, thì có gì mà về bên dòng sản phẩm uống uống bên mình này uống này, để có những cái dấu hiệu gì ấy, bác có thể chia sẻ với cháu. Ừ. Dạ Ừ. vâng. Em Lúc cảm ơn nào anh chưa nào. Vâng. mà cảm thấy là để liên lạc với đến 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 Dung thì tôi sẽ nhờ cháu Đức Huy để cháu nó sẽ kết hợp với tôi để coi tôi dùng được cái dòng sản phẩm này. Vâng ạ, Vâng, xin vâng đúng cảm ơn bác, xin cảm ơn chị Nguyễn đã lên chia sẻ cho bác để cho bác có lòng tin để dùng cái sản phẩm CBD. Sản phẩm vâng. CBD của mình rất là độc đáo bác ạ. Dạ Ở đây thì có cho những cả nhà cơ cho thể em của ạ mình. chia sẻ Vâng chị ơi, thì tất cả các anh chị ở trên Zoom nhà mình xem là nếu mà khi nào câu chuyện nó xong thì chúng ta bắt đầu với bật mic để chúng ta hỏi. Còn những một số người anh chị em là ở đây có bác sĩ Luyến với lại bác đang hỏi về cái vấn đề về về bệnh, thì các anh chị hãy tắt mic đi để cho cái buổi Zoom của mình nó đỡ ảnh hưởng. Sau đó thì chúng ta sẽ xong câu chuyện, thì chúng ta khi nào tôi gọi thì là mọi người hãy 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 bật mic rồi xưng tên nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Luyến đã chia sẻ cho bác về bác đã có lòng tin để sử dụng sản phẩm chưa ạ? Vâng, bác tắt mic rồi bác ơi. Thế thì bác hãy bảo anh Đức Huy có thể gọi trực tiếp cho chị Luyến đấy, hoặc là gọi lên những tuyến trên để lên cho bác một cái lộ trình để bác trải nghiệm cái sản phẩm. Để cháu tin rằng là một điều ấy, sản phẩm bên mình nó hỗ trợ và điều trị được những cái căn bệnh rất là nan y, cho nên là bác hãy cho mình một cái lòng tin để trải nghiệm cái sản phẩm. May mắn và kết hợp đúng đủ đều ấy, thì bác mà có kết quả cao thì đang dưng là gia đình mình lại có thêm một cái niềm tin, thì bác hãy tự tin để dùng cái sản phẩm ạ. Xin cảm ơn bác đã lên chia sẻ cái buổi Zoom hôm nay.